Đời người á, điều tối kỵ nhất là quá tròn đầy. Không tin thì bạn hãy nhìn xung quanh mà xem. Có người hôn nhân không tốt nhưng con cái họ lại rất xuất sắc. Có người hôn nhân tốt nhưng sức khỏe lại không được tốt. Có người đó thì sự nghiệp thuận lợi nhưng gia đình lại không hòa thuận. Có người thì gia đình hòa thuận nhưng cuộc sống lại rất là thanh bần. Trạng thái tốt nhất của đời người chính là cầu khuyết không cầu đầy. Phúc không thể hưởng hết, nhường 3 phần cho người khác. Lợi không thể chiếm hết, để 3 phần cho người khác. Công không thể tham hết, chia 3 phần cho người khác. Nước đầy thì tràn tròn thì trăng khuyết. Trên đời này không có cái thứ gì hoàn hảo cả. Cuộc sống của mỗi người đều có điều thiếu sót này hay thiếu sót khác. Phía sau cái kẻ vẽ hào nhoáng có thể là những cái nỗi đau mà không ai biết. Phía sau những cái thành tựu, danh vọng đó có những cái tiếc nuối vô hạn. Đời người thật ra là một bài toán lựa chọn. Dù chọn thế nào cũng có những điều tiếc nuối. Kết hôn thì không tự do, không kết hôn thì về già không có bạn, không làm việc chăm chỉ thì không có tiền dưỡng già, làm việc quá chăm chỉ thì có thể không sống được tới tuổi già, có những con đường không ai đi thì không cam lòng, đi rồi lại thấy đau thương. Có những con đường rất phóng khoáng nhưng sau lưng là cô đơn và tiếc nuối. Đời người làm sao mà có thể hoàn toàn như ý, vạn sự chỉ cầu một nửa là vừa lòng. Chúng ta ngưỡng mộ kẻ hào nhoáng của người nào khác, nhưng người khác lại ngưỡng mộ sự an nhàn của chúng ta. Chúng ta ngưỡng mộ gia tài của người khác, nhưng mà người khác lại ngưỡng mộ về sức khỏe của chúng ta và sự bình an của chúng ta. Chúng ta hãy trân trọng mỗi ngày sống, đừng ganh tị với ai. Làm tốt những việc mình nên làm thôi là đủ rồi. Trân trọng những gì mình đang có và từ bỏ những ham muốn xa vời. Sống cuộc đời bình yên, thanh bần. Sự đồng hành của gia đình và sức khỏe chẳng phải là tài sản quý giá nhất của đời người sao? Mỗi người có cách sống riêng, mỗi người có lựa chọn riêng. Đời người cần phải từ bỏ một số thứ để đổi lấy những thứ khác. Đời người không có nhiều đáp án tiêu chuẩn và cách chúng ta yêu thích nhất là tốt nhất thôi. Ngày hôm nay nếu chúng ta lãng phí, đồng nghĩa là chúng ta bóp chết quá khứ và vứt bỏ ngày mai. Những tựa sách cần đọc trong cái cuộc đời này, chúng ta cố gắng đọc, nghe, học, hiểu. Bởi vì cuộc đời của chúng ta cố gắng hết sức để nâng cao trí thức, nâng cao kiến thức trong cuộc sống của chúng ta. Trên cuộc đời này không có cái gì hoàn hảo và không có cái gì tròn đầy đâu. Để rồi chúng ta cố gắng sống yêu thương và bao dung với người khác. Bình an là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời và mỗi người chúng ta cần có cái sự bình an đó. Và sự bình an đó tùy của mỗi người chúng ta. Nhìn lên không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống chúng ta may mắn hơn nhiều người lắm. Nên để rồi đừng so đo tính toán hơn, thua thiệt hơn. Và đặc biệt đừng bao giờ ganh tị và nói hành nói xấu người khác.